Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube cửa hàng Thanh lúc đó. Thì trước mặt các bác đây, không ai khác chính là loa HZ mà mấy ngày hôm nay cửa hàng em đang rất là khẩn trương để vệ sinh để phục vụ các bác. Đây là một trong những dòng loa hiện tại trên thị trường, nó là một trong những dòng loa bãi hàng khủng nhất, mạnh mẽ nhất trên thị trường và nó bạo lực nhất. Đấy. Đối với những đôi loa này, đây là một đôi loa HZ Audio với mã là MA12. Đây là một dòng loa bass 30 từ neo. Đấy, từ neo côn 100 các bác nha. Và test 750 từ 20. Một con test có thể nói là hàng khủng nhất hiện tại trên thị trường luôn. Và một chiếc loa này trọng lượng như nhà sản xuất người ta ghi đằng sau là 32 kg, có thể là cả thùng các bác nha. Đấy, 32 kg cho một chiếc loa. Có thể nói là một cái chiếc loa nó đã quá nặng rồi. Bình thường một chiếc loa từ Philips là từ thường các bác, từ thường á, thì chúng ta thấy là trọng lượng cũng cùng lắm đến khoảng 21,5 cho đến 23 là cùng. Đấy, đúng ạ. Đó là những trọng lượng tiêu chuẩn của một chiếc loa full 30. Thì hiện tại bây giờ đây là một chiếc loa mà từ neo nó đã giảm trọng lượng rồi, nhưng trọng lượng một chiếc loa này nó cũng lên tới 32 kg. 32 kg có nghĩa là nó đã nặng hơn với những đôi loa chiếc loa khác tới 10 kg cho một chiếc. Thì thực sự đây là một chiếc loa có thể nói là quá nặng, quá khủng khiếp luôn. Đấy, đây là một dòng loa có thể nói là tuyệt vời đẹp luôn. Và cửa hàng của em cũng rất may mắn khi về cho bác đây được là hơn 20 cặp loa này các bác nha. Tất cả hàng đang ở nguyên zin 100%, từng cái keo, từng cái gân đang còn bóng nhoáng, dưỡng gân gần như không cần phải dưỡng luôn các bác nha. Gân này, keo này đang còn quá tốt, quá chất lượng. Đây là bản đời sau cho nên những cái gân nó đã quá tốt. Ngày trước bên em nó về được mấy lô thì những bản đời trước hơn nó sử dụng là đời là 3 phân tần bé bé các bác. Đấy, và cái đời đó thì nó trước hơn cho nên là những cái kia cái gân thì đa số về em phải dưỡng lại bởi vì nó đã khô rồi. Nhưng cái đời này là đời sau cho nên là cái kia gần như em không phải đụng chạm được cả tất cả những chiếc loa này của em. Em mới tháo ra và hoàn toàn những cái gân này. Đây, các bác nhìn này. Những cái kia này em chưa hề đụng chạm vào mà các bác thấy không? Nó đang còn gần như là như mới. Đang quá dính luôn. Đây. Và đây đang còn dính tinh tách luôn. Rất đẹp đúng không ạ? Thùng vách của loa này là rất là cao. Thùng này chiều cao đó tầm khoảng độ hơn 60 phần các bác nhá, hơn 60 phần. Đấy, e căng này rất đẹp. E căng đây. E căng là đục caro. Đấy, lục lăng các bác nhá. Tem HZ ở chính dưới, HZ Audio. Rất đẹp luôn. Thùng gỗ toàn bộ được trang 100%. Và trên đây. Trên và đáy loa họ có lắp cái phần này để chúng ta có thể chiêu trên dưới dạng array được. Đấy các bác nhá. Rất đẹp luôn. Thì với thông số của đôi loa này, đôi loa này có một cái thông số khá ấn tượng, đó là độ nhạy của đôi loa này lên tới 99 decibel các bác. Độ nhạy khá là cao các bác nha, 99 decibel, thế nên loa này đánh rất là dễ ghép. Đấy, bởi vì nó là một dòng loa neo cho nên độ nhạy nó khá là cao. Đấy, lên tới 99 decibel. Dải tần của đôi loa này là từ 60Hz cho đến 20.000Hz. Đấy. Công suất của loa ghi là thấp nhất để chúng ta sử dụng là 400W cho một chiếc các bác nha, 400W cho một chiếc loa này. Đấy, đó là những thông số và trợ kháng 8 ohm. Và em lưu ý luôn, đây là một đôi loa như em nói rồi, đây là một đôi loa rất là mạnh. Cho nên là em khuyến khích các bác là những gia đình mà tầm khoảng chiều rộng khoảng độ một phòng khách của chúng ta tầm khoảng 25m² trở lên thì chúng ta hãy nên dùng những đôi loa này. Bởi vì nó là một dòng loa khá là mạnh, nếu chúng ta sử dụng không gian bé thì em nghĩ là cũng khá là nhức đầu với nó đó. Đánh khá là mạnh luôn. Và đặc biệt với những quân đẩy để đánh đôi loa này, chúng ta nên sử dụng những quân đẩy công suất thấp nhất cho một kênh ở 8 ohm nó là 600W trong một kênh. Các bác nhá, 600W là tối thiểu. Nếu tốt nhất là 800 là tốt nhất, bởi vì nó sẽ khai thác ra hoàn toàn những cái điểm mạnh của đôi loa này. Bởi vì nó là một dòng loa công suất lớn. Cái đặc biệt thì cái điểm mạnh em nhìn cái đôi loa này em ưng nhất ấy. Thứ nhất là cái phễu của loa của cái test này thực sự là rất đẹp. Nó quá sâu và tẹp đẹp luôn, họ làm cực kỳ đẹp các bác. Được gia cố bằng những sợi thủy tinh để mà họ làm cho nó chắc lại, nó rất là dày. Rất là dày các bác nhìn này. Kia chưa dày có cái họng rất là dày. Đấy. Và màng loa này được sử dụng màng loa như chất lượng màng loa trên dòng loa JBL. Không khác gì một chút nha. Tất cả màng chất lượng màng loa này đều như dòng loa JBL. Các bác nhìn thấy là nó không khác một cái điểm gì cả. Cực kỳ chất lượng, những màng loa cao cấp nhập khẩu hết. Đấy. Và bây giờ không để các bác chờ lâu nữa, em mời các bác cùng vào bên trong nội thất để chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, xem nó sẽ có những cái gì các bác nha. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Và các bác cùng xem. Vâng, và đây là cái nội thất bên trong đôi loa này các bác nha. Cái điều đầu tiên mà khi các bác vào tháo đôi loa này ra, thật các bác phải ấn tượng ngay với chiếc bát loa này. Đây là một chiếc bát từ neo, phải nói là rất là hầm hố luôn, sữa dỉu côn 100, xương cực kỳ dày luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Rất là dày. Và điều đặc biệt nữa, cái bát này đã được dòng loa dòng công suất lớn cho nên họ thiết kế rất là nhiều những cái rãnh thoát nhiệt. Đấy, những cái lá này để làm cho chiếc loa này nó thoát nhiệt nhanh hơn và cái côn nó sẽ mát hơn.
Cho nên là những cái dòng loa của HZE mà chưa bao giờ thấy hiện tượng là bị ôm côn. Đấy, những cái loa mà em đã từng làm qua thì em chưa thấy hiện tượng bị ôm côn lần nào cả. Đấy, cho nên bác thấy là đôi loa này đánh thời gian lâu dài thì nó vẫn rất là mát. Đấy, cực kỳ mát luôn. Và chạm loa đang rất là đẹp luôn. Loa em mới tháo ra chưa vệ sinh luôn các bác nha. Đây, đang bẩn nguyên này. Đấy. Rồi đây là một dòng loa công suất lớn nên các bác nhìn là cái gân này. Cái gân thay vì họ chỉ bình thường loa chúng ta chỉ mép một chút ở ngoài, nhưng mà loa này họ đã làm sâu vào bên trong tới gần 2 phần để gia cố cho cái phần mảng nữa. Bởi vì loa này khá là mạnh. Đấy. Dầu loa là dầu móc nha. Côn 100 các bác nha. Đây. Côn 100. Đấy, các bác nhìn đó, côn 100 luôn, rất là to. Kinh khủng luôn các bác, quá khủng luôn. Chất liệu màng loa ở trên loa HZ thì các bác đã biết rồi. Trên dòng loa HZ này nó sử dụng chất liệu màng loa nhập khẩu giống y chang công ty của JBL bác, cùng một dòng màng luôn. Cho nên các bác thấy là cái dòng màng này nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp luôn. Thực sự cái màng loa này là dòng loa VIP rồi, và chúng ta gần như để mua ở ngoài cũng không có. Đấy. Sở hữu là gần 3 sóng. Và những cái kiều này bác nhìn này, xem lại lần nữa này. Đây. Những cái kiều nó đang bóng loáng luôn này. Họ có dưỡng cái kiều này vào bên trong gần một phần. Đấy. Rất đẹp các bác ạ, từng cái râu này, từng cái kiều rốn này. Thực sự là đang còn mỹ mãn luôn nhá. Em cam kết các bác là lo các bác mua về nhà mỹ mãn luôn. Vẽ đẹp luôn. Lo em chưa vệ sinh một chút nào. Em để em quay cái này các bác luôn. Đấy. Đây, bắn này. Đây. Rất đẹp luôn các bác. Thực sự những cái bát loa này em nghĩ là bất cứ một ai mà yêu âm thanh khi nhìn vào cái bát loa này đều phải mê. Phải mê các bác ạ, bởi vì nó quá đẹp luôn. Nó đẹp hoàn hảo từng góc cạnh một, từng cái điểm một luôn đấy. Thực sự cái bát loa nó quá hầm hố luôn. Quá khủng khiếp. Đẹp, đẳng cấp. Từng cái chạm loa cũng xịn sò luôn các bác này, được mạ vàng này. Ấn đằng rất là ngon luôn. Bao nhiêu năm trời rồi bác nhìn này, đang bóng bánh này. Bác thấy không ạ? Cái chạm loa này đã bao nhiêu năm rồi này, cả chục năm rồi mà các bác nhìn này. Nó đang có như thế này cơ mà, đấy. Em chỉ lau nhẹ một cái thôi là nó đã bóng nhoáng này. Xôi thế tay luôn này, thấy không? Quá đẳng cấp luôn các bác. Nó là quá đẳng cấp luôn đấy. Nhìn rất là chất, rất chất lượng luôn. Đấy, về cái tép loa thì ở trên thị trường thật các bác luôn. Hiện tại bây giờ thì con này nó vẫn là con tép to hiện tại bây giờ là lớn nhất ở trên thị trường. Và sở hữu là côn 750. Côn 750 từng cái dây đang zin hết, ngon lành hết. Họng rất là dày, có nhìn không? Họ rất là dày, họ sử dụng những cái sợi composite ở đây này để họ gia cố cho cái cổ này nó chịu được cái sức nặng của cái loa này. Và em thông báo luôn, với một chiếc tép mà từ nó lớn như này, từ khoảng từ 20 này là nó hiện tại bây giờ là tép lớn nhất thị trường rồi, không con tép nào to hơn nữa đâu. Bởi vì thị trường chỉ có con tép này là to thế này thôi, không con nào to hơn thế này đâu. Tép 20 rồi bác, 20 rồi này, hết sạch loa tay của em này, tay em là 21 phần nhá. Mà em thấy là bắt anh thấy không, em đang hết sạch tay này. Đấy, thì con tép này nó rất là lớn. Cho nên là để đảm bảo an toàn khi vận chuyển cho các bác, tất cả những bác nào mà vận chuyển bằng bưu điện, em thông báo luôn, vì trước em đã từng làm rồi. Tất cả những bác nào vận chuyển bằng đường bưu điện, em sẽ đều tháo con tép này ra. Lưu ý nhá, em sẽ đều tháo con tép này ra, em đóng zin thành một thùng zin. Em sẽ lấy hai con tép đóng zin thành một thùng để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp là khi vận chuyển nó va đập nó sẽ bị hỏng, con tép nó quá to luôn, quá nặng luôn, nguy hiểm lắm, nó sẽ bị gãy. Cho nên là để đảm bảo an toàn em sẽ tháo zin con tép này ra, đóng zin một thùng. Và khi các bác nhận hàng lưu ý hãy chuẩn bị sẵn một bộ lục giác. Hãy chuẩn bị sẵn một bộ lục giác để chúng ta bắt con tép này lại nhá. Lưu ý hỗ trợ điều này. Các bác phải hỗ trợ điều này nhá. Đấy, còn hàng mà em bán ra yên tâm đây. Các bác nhìn thấy là những con tép xịn này, đây em chưa vệ sinh này, rất là bẩn này. Rất là bẩn này. À, từng cái tiền này. Những con tép xịn của HZ thì em khẳng định các bác luôn, các bác nhìn cho em không hề có một cái hiện tượng gợn ở trên cái vết cắt đâu. Riêng dòng HZ hàng xịn không bao giờ có bác nhá. Như này. Bác nhìn này, những vết cắt 500 này. Dòng 500 này từ tính rất là cao, cho nên bác nhìn thấy bao nhiêu năm nó hề điện nó vẫn đen xịt này, nó chỉ bắn thôi. Và bác nhìn này, cái vết cắt 500 nó rất là mịn luôn. Bởi vì cái dòng 500 này từ tính rất là cao và nó cứng lắm các bác, nó cứng nên là họ dùng vết vừa cứ sợ cái lưỡi kim cương họ cắt thì gần như là nó mịn luôn. Nó không hề có một hiện tượng bị răm răm. Còn những dòng loa mà chất lượng kém nó thấy hay là nó hay bị răm răm khi họ cắt lên ấy, thì cái lưỡi cưa cắt vào 500 nó không được cứng, 500 rẻ tiền mà, thì nó hay bị vỡ sắt nhỏ răm cưa. Rất là xấu. Rất là kém các bác nha, rất là bạc luôn. Và đối với những hàng xịn này bác nhìn này, độ hoàn thiện nó quá cao luôn. Từng cái chạm đây em chưa lau nhá, bác nhìn này em lau phát này. Đấy bác thấy không ạ, những cái chạm tép này em chưa lau, bây giờ em đụng phát này. Này, sáng quắc luôn. Hàng quá xịn luôn các bác. Con tép quá to luôn, hiện tại bây giờ nó là con tép to nhất hiện tại trên thị trường luôn. Khủng khiếp luôn đấy. Đấy bác nhìn đấy, quá kinh khủng đúng không ạ. Và nó là hàng gọi là hàng khủng bố luôn các bác. Rất là nặng. Đấy, bác nhìn cái họng đẹp không? Cái họng con tép này quá đẹp đúng không? Nhìn nó mềm mại, đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Đấy. Về phân tần.
Đây, về phía phân tần thì may mắn đây. Thì hôm nay em thấy có một người vừa comment ở trên YouTube của em là là tụ shoulder. Dòng nhìn phân tần này chắc không hay đâu. Em xin thưa các bác luôn, phân tần này là phân tần sử dụng toàn bộ bằng tụ shoulder các bác nhá. Tụ shoulder nhá. Đấy, không phải là tụ thường đâu các bác ạ. Trên thị trường có hai con tụ nổi tiếng, một là tụ Zotac, là con tụ shoulder, là hai con tụ vàng nổi tiếng nhất thị trường. Và nó rất là mắc. Một con tụ này xin thưa các bác luôn là nếu mua hàng chính hãng, một con tụ này vài chục đô, 4-50 đô là bình thường các bác nhá. 4-50 đô là bình thường. 4-50 đô thì bác tính là cho em tiền Việt đó, đã cả tiền triệu rồi gì á. Tiền triệu rồi nhá, không hề gì á. Cho nên các bác bảo là một cái linh kiện cao cấp, một đô la cao cấp bên này, họ sử dụng những linh kiện thường sao được. Tất cả những con tụ shoulder này rất là mắc. Đấy, rất là mắc luôn. Và đô la này họ sử dụng là 3 cuộn cảm. Và tất cả tụ này đều là thương hiệu tụ shoulder hết 100%. Đấy, 100% là tụ shoulder hết nha. Không có một cái tụ khác hết nha, toàn bộ luôn. Đấy, phải nói là cực kỳ xịn xò luôn. Các bác nhìn con phân tần này mà các bác bảo là phân tần này chắc không, nhìn nó không ra gì, em chịu rồi. Dây là dây lớn hết, toàn bộ dây lớn hết các bác. Phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Đôi lo này thật các bác luôn, là quá khủng khiếp luôn đấy. Nặng thùng vách dày, họ làm gia cố từng cái xương này chống hết này, bởi vì là loa này nó quá là nặng luôn. Phải quá là nặng luôn chứ không phải nặng thường các bác. Phải nói cực kỳ khiếp luôn đấy. Thì với những đôi lo này nó thật các bác luôn, thì giá của nó gần như khá ổn định. Năm nay thì nó thật các bác nó cao hơn một chút. Năm nay thì giá nó cao hơn một chút bởi vì là phí vận chuyển. Nhưng bên em luôn luôn là để các bác một cái giá tốt, gọi là giá mà gọi là ổn định giá. Cho nên đôi loa này thực sự có bao nhiêu năm thì giá nó cũng khá là mềm mại. Ở thời điểm hiện tại bây giờ này, đôi loa này bên em còn đang bán với giá là 13 triệu đồng một cặp. 13 triệu đồng chưa một cặp để các bác sở hữu một đôi loa hàng khủng long như này, hiếm như này, thì nó thật các bác là một cái giá quá là hợp lý, quá là tốt thời điểm hiện tại bây giờ luôn. 13 triệu đồng tính ra nó còn rẻ hơn mật số cửa hàng đang bán X12i. X12i các bác, X12i thì từ 17. Đấy, bắt từ Philips thường cũng chưa, cũng không hiểu là. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ 13 triệu đồng thôi, các bác đã có ngay một con bắt neo hàng khủng long sử dụng côn 100. Đấy, và bắt từ 20. Trong khi chất lượng của HZ thì nó quá khủng khiếp. Dòng loa HZ thì dòng loa gọi là nổi tiếng với dòng công suất lớn này, nó đánh bạo lực hơn khá là nhiều số 13. Thì đây là một đôi loa em khẳng định các bác luôn là nếu mà xếp về thời điểm hiện tại bây giờ 13 triệu thì nó quá tốt. Nó rẻ hơn JD, nó rẻ hơn Out Center khá là nhiều, nó rẻ hơn một số hãng rất là nhiều. Nhưng giá chỉ có 13 triệu đồng là một giá phải nó cực kỳ hợp lý luôn. Trong khi một đôi loa bình thường chúng ta thấy là mua là 13 triệu đồng là một đôi loa cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng với đôi loa này em khẳng định các bác, hàng này không đụng hàng và chất lượng nó mang lại, em khẳng định các bác không phê với lại các bác nha. Và những bác nào đang có nhu cầu về đôi loa này hãy liên hệ ngay cửa hàng bên em. Xin cảm ơn các bác và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nếu bác nào lần đầu tiên xem kênh của em hãy đăng ký kênh ủng hộ em các bác nha. Cảm ơn ạ.